Thưa các bạn, tin giả đang là một vấn nạn trên toàn cầu khi ai cũng có thể tung tin lên mạng dẫn đến thông tin không xác thực, thông tin bịa đặt tràn lan. Đối phó với tin giả không phải là dễ đối với người lớn, chứ chưa nói gì đến trẻ em. Nhưng phần lan đang có cách để giúp trẻ em nhận diện và xử lý tin giả. Vậy họ làm thế nào? Kim xin giới thiệu ngay sau đây. Với các nền dân chủ trên khắp thế giới, sự công kích đến từ các thông tin sai lệch dường như không thể dừng lại. Phần Lan, quốc gia được đánh giá là có sức đề kháng cao nhất đối với các tin tức giả mạo tại châu Âu, xem trọng vấn đề này đến mức đã quyết định đưa nó trở thành chương trình dạy ở bậc tiểu học. Tại các trường học công lập ở thủ đô Helsinki, kiến thức thông tin đa chiều và tư duy phản biện mạnh mẽ đã trở thành một yếu tố cốt lõi xuyên suốt trong chương trình giảng dạy quốc gia được giới thiệu vào năm 2016. Trong giờ học toán, học sinh được tìm hiểu về sự dễ dàng khi mang sự giả dối vào những con số. Trong môn học nghệ thuật, học sinh được thấy cách mà ý nghĩa của một hình ảnh có thể bị thao túng. Trong giờ lịch sử, học sinh tập phân tích các chiến dịch tuyên truyền nổi bật. Trong khi đó, các giáo viên dạy tiếng Phần Lan giảng cho học sinh hiểu về cách mà từ ngữ có thể gây nhầm lẫn, đánh lừa và lường gạt. Thầy Kevin, hiệu trưởng một trường công ở Helsinki nói, mục tiêu ở đây là xây dựng những công dân và cử tri tích cực, có trách nhiệm, tư duy phản biện, xác minh dữ kiện, giải thích và đánh giá tất cả thông tin tiếp nhận, bất cứ ở bất cứ nơi nào nó xuất hiện là điểm chính yếu. Chúng tôi đã khiến nó trở thành một phần cốt lõi của những gì chúng tôi dạy xuyên suốt tất cả môn học. Chương trình giảng dạy này là một phần của một chiến lược đồng nhất rộng lớn do chính phủ Phần Lan đưa ra sau năm 2014. Đó là thời điểm chính phủ Phần Lan nhận ra họ đã chuyển sang thời kỳ hậu sự thật. Sự thay đổi đã mang lại thành công. Chương trình học nhằm đảm bảo mọi người, từ học sinh cho đến các chính trị gia, đều có thể nhận diện và chống lại thông tin sai lệch. Ông Jussi Toivonen, người đứng đầu mảng truyền thông của văn phòng thủ tướng Phần Lan cho biết, thông tin sai lệch tác động đến tất cả chúng tôi, nó nhằm đến toàn xã hội Phần Lan, làm xói mòn các giá trị và chuẩn mực của chúng tôi, sự tin tưởng vào các cơ quan, tổ chức đã giữ cho mọi người đoàn kết lại với nhau. Hầu hết các tin giả được thổi phồng bởi các trang tin tức và tài khoản xã hội cực hữu, chủ nghĩa dân tộc và xét lại của Phần Lan, tập trung vào vấn đề tấn công EU, làm quá vấn đề nhập cư và cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc thảo luận về tư cách thành viên NATO của Phần Lan. Khả năng đề kháng được xem như là một bộ phận của phòng thủ dân sự, một thành phần quan trọng trong chính sách an ninh toàn diện của Phần Lan. Ông Toivonen nói, chúng tôi là một quốc gia nhỏ, thiếu hụt nhiều tài nguyên và dựa vào sự đóng góp của tất cả người dân đối với phòng thủ dân sự của xã hội. Chương trình giáo dục được điều hành bởi một ủy ban cấp cao cùng 30 thành viên đại diện cho 20 cơ quan khác nhau, từ các bộ cho đến các tổ chức phúc lợi, cảnh sát, tình báo, an ninh, đã đào tạo hàng ngàn công chức, nhà báo, giáo viên và quản lý thư viện trong suốt 3 năm qua. Đó là một nỗ lực phối hợp rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức, theo Sarama Jantunen, một nhà nghiên cứu cao cấp của Bộ Quốc phòng Phần Lan. Tương tự bảo vệ máy tính khỏi virus, dĩ nhiên, chính phủ sẽ phải chịu trách nhiệm đối với một số mặt nhất định, nhưng cuối cùng nó vẫn phải thuộc vào từng cá nhân. Đối với hiệu trưởng Kivinen, người tiên phong trong chương trình năng lực thông tin tại trường học, không một ai là quá trẻ để bắt đầu suy xét về sự độ tin cậy của thông tin mà họ gặp phải. Ngày nay, trẻ em không đọc báo hay xem tin tức trên TV, mà điều mà ở đây được tán thành. Ông nói, chúng tôi không tìm kiếm tin tức mà là vô tình bắt gặp trên WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat. Hay chính xác hơn, một thuật toán đã chọn lấy những thông tin ấy và dành riêng cho những đứa trẻ. Chúng phải có khả năng tiếp cận mọi thứ một cách nghiêm túc, không phải với thái độ bất cần. Chúng tôi không muốn học sinh của mình nghĩ rằng mọi người đều nói dối. Theo ông, tin giả không phải là một thuật ngữ tốt, đặc biệt đối với trẻ em. Cụ thể, có thể kể ra 3 loại riêng biệt: tin gây hiểu lầm, tin cố tình gây nhầm lẫn và tin đồn nhảm. Nó cũng có thể đúng nhưng thường có chủ đích gây hại. Ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể nắm bắt được điều này. Ông nói, chúng thích trở thành thám tử. Nếu bạn có thể khiến chúng đặt câu hỏi cho các nhà báo và chính trị gia ngoài đời thực về những gì là quan trọng, hãy tiến hành các cuộc tranh luận và bầu cử mô phỏng tại trường học, yêu cầu chúng viết các báo cáo chính xác và giả mạo về dân chủ và các mối đe dọa đến nó, bắt đầu một
cho một ý nghĩa nào đó. Ông ấy muốn học sinh của mình đặt ra những câu hỏi dạng như ai đã tạo ra thông tin này và tại sao, nó được công bố ở đâu, nó thực hiện, nó thực sự nói lên điều gì, nó ám chỉ ai, nó dựa trên cơ sở nào, có bằng chứng nào không hay chỉ là ý kiến của ai đó, còn có thể kiểm chứng ở nơi nào khác. Bạn luôn phải xác minh dữ kiện. Quy tắc số 1, không sử dụng Wikipedia và luôn sử dụng 3 hoặc 4 nguồn khác nhau và đáng tin cậy. Theo học sinh Martida, 18 tuổi, chúng tôi học được chúng một cách căn bản trong mọi môn học. Conria, 16 tuổi, cho biết giáo dục chính là cách tốt nhất để chống lại tin giả. Vấn đề ở đây là bất cứ ai cũng có thể đăng lên thông tin. Một chính phủ không thể làm điều gì nhiều khi họ phải đối mặt với những công ty đa quốc gia như Google hay Facebook. Vì vậy, giáo dục là thứ hiệu quả nhất.